bỏ vô đi bố. Ê, hàng chắc chắn ngon như bố luôn. Hàng ghiến nha. Tuyển đàng hoàng. Vô đây. Đây. Mấy đứa ơi. Bố tới nè. Đây, bố ngồi đây. Dì sao chứ. Làm gì vợ? Em làm gì vậy? Con đó mày gỡ cho nó một cái đi. Mày tới công chuyện mày với tao liền. Đây, giới thiệu với mấy em. Đây là bố Đường. Anh dẫn tới cho mấy em nè. Trời ơi, làm cỡ nào cũng không được hết á. Bố lấy sao? Mày ngon. Kìa bố khen tụi bay ngon nè. Bố thích con nào? Bố thích con nào cả? Cá xanh. Cá xanh hả? Được. Có mặt bố đây kìa. Mày giữ thể diện cho tao chút đi. Thì chừng nào mày chịu đi với bố, về với bố kìa, rồi tao thả mày ra. Đi đứng dậy, đi về với bố nè, tao thả chói ra, đi về với bố kìa. Bố là gước mày. Đi, đây tao cởi nó cho. Đây, cởi cho. Đi, quay qua đây. Đi, cởi xong rồi về với bố. Đi, đi. Ngoan. Thả chỗ với bà ông chăng, tao không đi đâu. Ngoan bố Đường kìa. Đây, tao cởi cho. Đâu rồi cái mối đó rồi? Tụi mày lì trời. Mở cho tao. Nhanh đi, tao muốn lì. Đây, mở cho mày. Ra coi. Mày làm gì hoài vậy? Mày xô tao hả? Mày biết tao ở đây là ai không? Biết tao bạn tao không? Bạn mày hả? Bạn mày thì là cái gì hả? Bạn mày là cái thái gì? Mày biết có bố ở đây không? Mày lên tiếng với tao. Tao kêu tao mở ra cho nó không chịu. Vô đây mở ra. Nhanh lên, tao mở ra nhìn nó. Mày la nó hoài vậy? Nó lại cứng đầu không? Bây giờ làm sao? Lì như vậy. Mày dắt lối làm gì không ai đi với ổng đâu. Không đi. Nó không đi là không đi được hả? Bây giờ không kêu được tiền đâu ăn. Không ăn chứ tối gì. Đi ra coi. Ê, mày biết tiền của tao. Mày cho mày là cặn nhau chín hả? Ổng bỏ tiền được. Mày có bỏ tiền không? Người ta bỏ tiền, người ta muốn làm gì làm. Đi ra coi. Con này. Tụi mày thích phản pháo quá ha. Bây giờ sao? Tao mở ra về với bố. Con này mất dạy. Con này mất dạy hả bố? Cảm đánh nó nha. Đánh đi. Mày biết ai không mà mày xưng mày với tao? Ai kể mày biết ai không mà mày không nước miếng cho mặt người ta? Ông nội của mày hả? Ừ, tiền của tao. Mày dắt về nhà đi, dắt đi làm gì? Núi tiền của tao mà mày làm như vậy đó hả? Bố đứng đó, con thả chó cho bố đem về. Tiễn tao phải không vợ? Mày đừng có nghĩ là tao không biết mày nghe ăn. Mày đánh tao đi. Tao không đi.
nó không đi là được hả? Người ta đến tặng đây để rước mày về đó. Đó được á. Đi về nhà người ta ăn sang mặc sướng. Nhà cao cửa rộng không về. Nhà cao cửa rộng mày đi đi. Tao không đi đâu. Cần gì cái ổ chuột này. Trước thì mày đi đi. Còn nữa. Vừa sướng vừa có tiền. Mày làm gì nữa? Sướng mày đi đi. Ông đi về đi. Mày làm gì vậy? Ông mày làm gì vậy? Mày mất dạy. Mày nghe bố nó nói gì chưa? Tao mất dạy cho tôi. Ông không có ai về được. Ông không có ai về được. Trần đừng nói chuyện nữa nữa. Mày dắt Huy ra khỏi đây đi. Mày có quyền lên tiếng ở đây hả? Mày có quyền ra lệnh ở đây hả? Trần không. Mày giờ như nào? Mày tháo chó cho nó, cho nó về với ổng nhanh lên. Tao không muốn nói nhiều. Tao không được. Sao? Tao nói mày không chịu nghe về. Mày dắt không về đi. Tại sao mày dắt không về? Đuối tiền đó. Đi ra khỏi. Tụi mày muốn chơi cho tao nhanh lên. Mắc cái gì phải bước đi vô hả? Mày
có tin là ông già ở tại đây không? Ơi, ba. Khách ơi, bước vô. Mẹ con ơi. Mẹ có bị khùng không? Hả? Em bình thường mà. Dạ không? Cũng tại mày, mày làm nó xảy thai thôi mà nó mới bị khùng. Ai làm xảy thai? Không phải con này hả? Ai? Tại mày chứ ta. Tại mày. Tại mày á chưa? Mày biết không? Tất cả cũng là tại mày. Cháu của ta mắc cũng là tại mày. Có cháu cho mắc tiêu luôn. Tại ai? Tại mày. Mày im coi. Tại sao? Tại nó bị khùng. Ai làm? Ai làm? Mày chứ ai? Mày làm khốn nạn. Tại cái ông này nè. Xảy thai. Tao nhớ rồi. Mày làm con tao xảy thai. Ăn gì vậy? Mày chính là làm đứa con tôi Tâm á. Mày điên hả? Mày điên hả Vinh? Đáng lẽ là tôi có một vợ một con rồi đó. Ghê vậy? Ai cho mày con của tao? Hả? Mày bước ra đây đi với tao. Mày nhớ rồi, mày làm con Tâm á. Tao không ra. Mày làm gì vậy? Mày nói chuyện với tao, nói chuyện đàng hoàng nha. Đừng có khóc khóc rồi đụng tay đụng chân với tụi tao nghe. Sao phải nói chuyện đàng hoàng với mày? Cái ông này, cái hàng này á, nó đánh tụi cha tụi chú của nha. Mày hiểu không? Thì không có liên quan tới mày ở đây. Mày là chồng của nó, ok. Mày không phải là cái gì của nó chứ đó. Mày lấy cái quyền gì bắt con ăn như vậy đối với người ta? Mày không có cái quyền gì chứ. Con cắm bước ra đây. Còn ông nữa, ông đánh tuổi cha của chú người ta. Bớt lại đi. Tại sao phải chửi người ta? Nè đẹp lắm. Thôi. Đó, nghe chưa? Người ta bỏ tiền ra người ta mua sách, chứ không phải là người ta vô ăn không đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Mày nói đúng, mày nói đúng. Mày cắm. Mày hử như tú ra video. Mày hử mày đụng vô nó ấy. Con kim vàng lại đó. Đi ra ngoài, nhanh. Đi ra ngoài kìa. Tôi chưa hiểu mày chứ. Mày ngon. Thử bước về đây. Yên tâm, tao không về đâu. Mày ngon, mày làm gì vậy? Gì vậy chị? Tôi cắm về đi. Ông là ai? Ông là ai chị? Rồi ông là ai nữa? Là ai liên quan gì tới mày? Là ba mày tao đó. Ông này là ai? Vinh nó bắt tao bán cho ông á. Không phải đâu ba tao. Ông có mấy con bé của cha, tụi chú, tụi của con nhà không vậy mà ông lại đây ông bán cho ai? Chỗ này tao cũng có. À, chỗ này cũng là địa bàn của tao. Vậy ông là ai nữa? Sao không đi về nhà đi mà ông ở trong đây ông định mua ai? Mua con ăn về làm gì? Mua con ăn về làm ở đỡ, làm ô sim hả? Người ta có tiền người ta muốn làm gì làm. Ừ nó có tiền đó sao nó không mua mày về đi mà mua ngăn về làm gì? Tao thích bán ai thì ổng mua người đó. Mình không lo phân, không biết bên thân biết phận mà đi quay qua đi mua con gái nhà người ta về làm cái gì hả? Về làm cái gì? Về để mua. Đứa sao già? Ôi chị có mũ gâu đẹp giống gì vậy? Má đã già rồi. Đã già rồi có quần thì đâu? Mặc quần thì ống cao vậy nè, không biết sao mà người gì đây, con người hả? Phù hợp với tao đó. Trời ơi đừng có nắm mày, đừng có chơi. Mày làm cái gì hả? Đúng rồi, mày bỏ vợ tao mày đã giả lại cho biết thân luôn á hả? Mua định mua nó về chơi nổi không? Chơi nổi nó hay là chơi giữa chừng cái là không nè. Sao chăng vậy đây? Có một phút cao bằng tôi nó bị đặt là muốn ngái gì à. Không nhảy. Té em. Trời ơi. Té. Chị á, chị á, chắc em. Nó về đi, nhả nó về đây, con gái người ta nó bán rồi. Nói không rồi, nó bán xong về thôi. Nó đi, 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 nó đẹp không? Cũng qua đây. Giảm. Ơi mày làm gì vậy? Mày làm gì mày gà? Hả? Rồi bây giờ ông sao? Ông là con ai ở nhà ở đâu vậy? Làm gì vậy? Cái gì? Coi nó nha. Nói mày lại gì há miệng cho bạn khép cái miệng lên giùm được không? Làm gì vậy? Ông ra coi. Dạ. Ông
giả cứu đế bị đặt gái trẻ hơn người ta mới 17 người ơi, ta mày em làm nhãn gì hồi nãy dạ. Tú không phải gì đâu nãy giờ có ra vợ em á chị Tú mày, em không cố tình làm gì đâu chị Tú. Mày đi ra tao nói chuyện nhỏ lắm, mày đi ra mày đi qua bên đây một phe bên đây còn ông nữa ông tâm gì nhà ông ở đâu ông tao có một phe đây đâu coi nó ghê vậy hả ghê vậy đâu đến từ Singapore coi làm gì vậy ghê vậy Singapore hả Singapore tao đi làm một phe bên đây rồi mày đi sao mà một phe bên bến mà bây giờ ông có tin nè tôi lấy cái trái xài muối biết thân biết con phận ông biết trời ơi trời cái con người gì đâu mà vừa súng găng vừa xấu vừa mập nữa nói nghe cừ nói chỉ biết cừ thôi đi ra không biết kêu là biết nói tiếng gì cái gì em mày em đi nè ông này biết nói tiếng gì không biết biết thôi 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 à mày thấy không mở cái miệng ra mở con mắt thể nào mà trả lời tao được không tao nói chuyện ta làm gì vậy muốn không mày thấy con gái người ta không ngon trắng trẻo ruột để tao nói chuyện mập mà cái bụng nè trời ơi trời cái bụng nè nhìn lại cái bụng đi rồi cái giò mang đôi dép lào đôi giày không có để mang nữa cái kiến thì bên thấp bên cao cái răng xuống cái miệng có nè sệ sệ xuống ngoài khép lại được không nhìn con gái người ta ngon như vậy mà cảm gì lỗi mà cảm lỗi mà anh không có coi làm em sẽ thay đâu cả cái cầu kêu đi tao thay